Hello, xin chào các bạn. Trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy S23. Đây là chiếc điện thoại mới ra mắt của Samsung. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái loại ốp mới ra mắt của Samsung luôn. Đây là ốp Framecase cho Samsung Galaxy S23. Với cái ốp này thì nó Galaxy S23 và S23 Plus thì nó tương tự nhau, nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Còn lại thì nó giống nhau. Đấy, đây là ốp chính hãng của Samsung, nó có đầy đủ những cái thông tin về xuất xứ ạ. Cũng như là cái này là made in China nhé, được nhập khẩu chính hãng bởi Samsung Việt Nam ạ. Đây là cái vỏ hộp của cái ốp. Thế thì trong cái ốp này nó sẽ có những cái gì? Năm nay thì Samsung thiết kế rất là hay, một thiết kế hoàn toàn mới. Đấy, trong cái ốp này thì nó sẽ bao gồm một cái khung này. Đấy, ốp này nó gọi là cái ốp khung, thì nó sẽ bao gồm một cái khung trong suốt. Đây cái là cái lưng trong suốt này. Đấy, nó hoàn toàn rời nhau nhá. Đây là cái lưng màu trắng này. Đấy, cái lưng màu trắng. Và nó có cái khay đựng thẻ ở đây nhá. Đấy, khay đựng thẻ này. Còn đây là cái lưng màu đen này, nó cũng có cái khay đựng thẻ luôn. Đây là cái lưng màu đen, cũng bao gồm cái khay đựng thẻ, rất là hay. Thế thì đối với cái ốp này thì chúng ta sẽ lắp như thế nào? Thì đây mình sẽ lắp thử cho anh em cùng xem nhá. Đối với cái lưng trong suốt ấy thì nó sẽ có một cái lớp ni lông để chống trầy xước. Thì khi mà sử dụng thì anh em chỉ cần lột cái lớp ni lông này ra là ok. Đấy, anh em có thể thay đổi mỗi hôm một màu ốp khác nhau, và trong khi chúng ta chỉ cần mua một cái loại ốp này thôi. Đấy, để mà lắp ấy thì mình sẽ lấy cái lưng này, mình sẽ lật ngược cái lưng cho vào trong cái khung này. Đấy, rồi sau đấy thì chúng ta sẽ lấy điện thoại, chúng ta chỉ cần lắp vào thôi, rất là đơn giản. Chúng ta có thể thay đổi mẫu màu của máy một cách dễ dàng. Chúng ta chỉ cần việc lắp cái màu khác vào là ok thôi. Đây, đối với cái ốp này ấy, thì các bạn có thể thấy là nó bảo vệ toàn bộ cái phần khung. Đây, toàn bộ cái phần khung của máy này. Cái phần mặt trước thì cái phần ốp này nó cũng nhô cao hơn một xíu để nó bảo vệ cái phần mặt trước của cái điện thoại của các bạn. Mặt sau thì các bạn hoàn toàn yên tâm luôn. Đây, cái phần nó bảo vệ camera rất là tốt, nó cao hơn hẳn so với camera trên máy đấy. Đấy. Và ngoài ra thì nó có thiết kế một cái khe đựng thẻ, các bạn có thể đựng thẻ ATM, thẻ chung cư hay là những cái thẻ card visit của các bạn một cách dễ dàng. Đây, chúng ta chỉ cần việc nhét vào là ok thôi. Đấy, rất là đơn giản và rất là tiện dụng. Cái tính tiện dụng của cái ốp này rất là cao. Cái trong suốt này thì không có cái khe đựng thẻ nhá, chỉ có cái màu đen, màu trắng. Thì nó có cái thêm cái khe đựng thẻ này, chúng ta có thể đựng thẻ, thay đổi phong cách theo ngày luôn. Đấy. Thế thì khi mà mua ốp này thì trong hộp của nó thì sẽ kèm, nếu mà cái ốp màu trắng đấy, cái ốp màu trắng thì trong hộp của nó thì sẽ kèm theo một cái lưng màu trắng cộng với một cái lưng trong suốt. Đấy. Thế còn cái ốp màu đen, đấy, ốp màu đen thì hộp màu đen nhá, thì trong hộp của nó thì sẽ có một cái lưng màu đen này, một cái lưng màu đen cộng với cả một cái lưng trong suốt. Đấy. Thì ví dụ anh em mà thích mua màu trắng thì chúng ta có thể mua ốp lưng màu trắng thì sẽ được luôn hai cái, đấy là màu trắng và trong suốt, mà đây là màu đen và ốp trong suốt. Đấy, chúng ta có thể thay đổi mua một được hai luôn. Đấy, anh em có thể xem cái phần viền của nó, cũng như là nó bo kín toàn bộ thân máy luôn, bảo vệ rất là tốt. Ốp chính hãng của Samsung cho nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm nhé về chất lượng của nó. Các phím bấm thì được thiết kế bấm rất là dễ. À, ok, ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều những cái mẫu ốp lưng bao da cho Samsung Galaxy S23, S23 Plus và S23 Ultra. Thì các bạn có thể tham khảo tại website phụkiện samsung.com, hoặc các bạn có thể qua trực tiếp tại địa chỉ shop tại số 24 ngõ 70 Thái Hà để lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.